Đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, ân trên độ mệnh, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, giàu như vũ bão. Vâng thưa quý vị, với những tính cách phẩm chất người tuổi Canh Tuất được ví như đứa con cưng của trời, vậy nên họ được cả ông trời lẫn người đời nuông chiều, yêu quý, họ luôn nhận được sự ưu ái mà ông trời ban cho, người khác có tu ngàn năm cũng chưa chắc đã nhận được, dù cho gặp năm xung tháng hạn, người khác lận đận khó khăn, thì Canh Tuất vẫn gặt hái những thành quả như ý, ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt là trong tháng 5 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tuất được phúc đức Thái Âm che chở, lại có các tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, ngôi nhà cũng có tiền, ở nhà thần tài cũng đến vỗ cửa, rúi lộc vào tay, cực may cực đỏ. Vậy, vận trình chi tiết của bản mệnh chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 5 âm lịch tới sẽ ra sao? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Canh Tuất với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng vận trình của người tuổi Canh Tuất biến động khó lường, cát tinh và hung tinh đồng thời soi chiếu, bạn cần phải thực sự tỉnh táo để đưa ra những cách ứng phó đúng đắn nhất trong những tình huống khác nhau. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Hơn nữa, nhờ sự nhiệt tình, năng nổ, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác nhau, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, bạn cần tránh thái độ nóng vội, cả thèm chóng chán nhiệt tình lúc đầu, nhưng sau đó khi công việc vào guồng lại thành ra bỏ bê, lơ là. Phương diện tài lộc có những bước tiến nhất định, song có thể chưa thực sự vững chắc, bạn cần phải chắc chắn hơn trong những quyết định của mình. Làm việc gì cũng cần cố gắng hết sức, không nên nghĩ đến việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt của người khác. Ngoài ra, khi chi tiêu, bạn vẫn cần có một khoản dự phòng, đề phòng những sự cố bất ngờ. May mắn là tình duyên của bản mệnh lại khá sáng sủa, người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nhờ tính cách vui vẻ, hài hước của mình, đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có đôi, quan hệ giữa bạn và người ấy hòa hợp là vì đôi bên luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Người tuổi Canh Tuất, mạng thoa xuyến kim, vàng trang sức, những người mang mệnh này thường mang khí chất thanh cao, khác hẳn những người bình thường, bởi ngay từ tên gọi chúng đã bộc lộ sự tôn quý, sang trọng. Họ không thích gần gũi với những người mà họ cho rằng thấp kém hơn mình và đặc biệt là yêu thích sự nâng niu, chân quý. Những người mang mệnh thoa xuyến kim luôn mong muốn được tôn vinh, được tỏa sáng trong tất cả mọi việc, đồng thời trí tiến thủ trong những người này khá dồi dào. Họ muốn được tạo lập công danh cho bản thân mình bằng việc cống hiến. Thoa xuyến kim có bản mệnh tương đối giống với kim, vì nó là một trong 6 nạp âm của kim. Tuy nhiên, thoa xuyến kim vẫn có những nét khác biệt riêng, sở hữu một màu sắc riêng. Thoa xuyến kim là những kim loại vô cùng có giá trị như là vàng, bạc, bạch kim, vân vân. Thoa ở đây có nghĩa là cây châm dùng để cài lên đầu, còn xuyến thì lại có nghĩa là khuyên tai, hoặc cũng có thể hiểu là vòng đeo ở cổ tay. Những người thuộc mệnh này là những người sống rất nghĩa khí, bản tính của họ luôn hướng tới sự công bằng và thích những gì thuộc về chân lý. Người mệnh thoa xuyến kim luôn có chí tiến thủ, mong muốn được sống cống hiến, do đó họ luôn mong muốn bản thân mình có được sự nghiệp, công danh. Nhưng bên cạnh đó, người mệnh thoa xuyến kim cũng có những khuyết điểm, đó chính là bản tính kiêu ngạo, tự đại, thích gần gũi với những người tự nhận họ thấp kém hơn mình. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Canh Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào tháng này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực,
bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Con đường đi đến thành công vốn rằng bao giờ bằng phẳng, vì thế, dù gặt hái thành tích cao, bạn sớm mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối. Hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua nhé. Dưới ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Mộ, bạn càng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu bạn chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn, phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu không chỉ trong lĩnh vực mới mà ở tất cả lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Về phương diện tài lộc, theo tháng 5 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Canh Tuất có những điểm sáng rực rỡ trong tuần này. Đó là kết quả tổng hòa của tinh thần, nhiệt tình, hăng hái sẵn sàng, thử thách bản thân, cũng như các yếu tố thiên thời, địa lợi. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm có người được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội, thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc tìm hiểu rõ ràng về đối tác khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Tháng này sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ khác, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực, cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình, kể cả khi vướng phải những khó khăn nhất thời, rồi bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt. Hơn nữa, bên cạnh bạn vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tam hợp nâng đỡ đường tình duyên của người tuổi Canh Tuất trở nên sáng sủa hơn trong tháng năm này. Bạn mở lòng đón nhận hạnh phúc bởi bạn hoàn toàn xứng đáng. Người độc thân với tính cách nhiệt tình, cởi mở, dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác giới. Nhiều người nhận được lời mời làm quen, gặp gỡ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên cho đôi bên một cơ hội, bởi rất có thể đó là người mà bạn đã chờ đợi đã lâu. Ngoài ra, bạn còn được người thân, bạn bè giới thiệu thêm những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và tự tin thể hiện bản thân. Có thể bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm phù hợp với mình. Đôi bên nói chuyện hợp nhau ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Với các cặp đôi, vợ chồng bạn biết thông cảm và thấu hiểu với nhau. Vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Bạn nhận ra rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu lứa đôi. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, tìm cách cân bằng thời gian cho sự nghiệp với cuộc sống cá nhân. Cả hai đều đồng ý rằng trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm vụ của riêng ai, mà là việc cả hai đều cần phải chung tay góp sức. Về phương diện sức khỏe, tiếc rằng theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điểm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào, thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học, điều độ, chớ vì lăn lộn quên ngày đêm, gây tổn hại sức khỏe. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội, thách thức nào đang chờ đón người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970? 1. Tử vi 10 ngày đầu tiên, tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi 10 ngày đầu tiên, tháng 5 âm cho thấy, Canh Tuất chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính trong thời gian này. Vận khí càng về cuối tuần càng đỏ, tiền tài dồi dào, chẳng cần phải lo lắng, công việc suôn sẻ đảm bảo cho bạn có khoản thu nhập ổn định và đều đặn, năng lực làm việc của những chú cún ngày càng mạnh, càng làm càng hăng say, bất kể nhiệm vụ, khó khăn nào được giao, con giáp này cũng hoàn thành xuất sắc, không chút nề hà. Bên cạnh thu nhập chính, con giáp này cũng tự tin phát triển thêm nghề tay trái. Thực tế mà nói, với khả năng quan sát và học hỏi của tuổi Canh Tuất, thì bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Nhân lúc tài chính dư giả, bạn cũng nên có kế hoạch quản lý thích hợp để duy trì tài khí lâu dài,
chớ để cho tài khí vừa tụ đã tán vì thói quen tiêu xài bừa bãi, vung tay quá chán của mình. Đây sẽ là thời điểm vượng khí nhất, khá thích hợp với những người làm kinh doanh, đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy. Hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi. Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia, khiến bạn vô cùng hạnh phúc và càng thêm trân trọng tình cảm của đối phương. Với những ai vẫn còn độc thân, bạn nên mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mới mình tiếp xúc gần đây để tìm được tình duyên của mình. Quý nhân, Dần, Mão. Tiểu nhân, Thị, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số may mắn, 45, 09, 82. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Thời gian này đón cát khí lan tràn giúp canh tốt 1970, có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại. Những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời. Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện, lại chịu thương chịu khó, nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn. Niềm vui về tiền bạc đến với con giáp này, dù hiện tại đang theo đuổi ngành nghề nào, có người còn cho rằng bạn may mắn, nhưng không biết rằng bạn đã phải trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả thế nào mới đạt được thành quả hiện tại. Đây là lúc mà tài khí vượng lên đến cực điểm, con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú cún, nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra. Nhiều cơ hội thoát ế cho người độc thân bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên. Quý nhân, Thân, Ngọ. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số may mắn, 98, 22, 06. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Thời gian này, tuổi canh tốt kiểm soát vấn đề rất tốt. Ra ngoài muốn hoàn thành tốt mục tiêu, bạn cần trở thành cầu nối trong tập thể, chủ động tương tác và kết nối với mọi người lại với nhau. Hãy ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ tìm hiểu được nhiều điều kỳ thú. Người tuổi canh tốt hứa hẹn sẽ được trải qua những cảm giác cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc như ý. Về khía cạnh tình cảm trong tuần này, công việc trở nên thuận lợi hơn khi bạn có những đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ. Thời gian cuối tháng này khá thuận lợi cho mọi dự định của người tuổi canh tốt, nhất là về tiền bạc sẽ đổ về khi chính tài nâng đỡ cho bản mệnh để giúp bạn thoát ra khỏi khó khăn hiện tại. Nhờ sao tử vi cát tinh chiếu mạnh mà những ý tưởng như rất đơn giản của tuổi canh tuất cũng có thể giúp họ hái ra tiền. Tài lộc của bản mệnh thời gian này có nhiều cơ hội để tăng tiến. Hãy biết tận dụng tốt vận may đang có nhé. Là con giáp có tin vui trong tháng tới, đường tình duyên của con giáp này đặc biệt hành thông, mưa thuận gió hòa, bạn sẽ gặp được mối nhân duyên tốt đẹp và rơi vào lưới tình hạnh phúc rất đáng ghen tị. Canh tuất sẽ đón tin vui đến với gia đạo nhiều hơn là bản thân trong giai đoạn này. Gia đình bạn đã có một khoảng thời gian khó khăn và đã đến lúc phải trút bỏ hết đen đủi để đón cát lành về nhà. Quý nhân, Hợi, Tỵ. Tiểu nhân, Dậu, Dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số may mắn, 15, 11, 94. Cẩm nang vượng vận cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi canh tuất 1970 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi canh tuất với tuổi Tý. Tý khéo ăn, khéo nói, giỏi trong việc giao tiếp, ứng xử với mọi người, vì vậy mà những người tuổi này có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi, còn tuất dường như không mấy quan tâm trong việc tạo lập các mối quan hệ, bởi họ cho rằng tình cảm bạn bè sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự trung thành. Khi kết duyên với nhau, hai tuổi này khá ăn ý và hòa hợp, sự trung thành của tuổi canh tuất sẽ luôn khiến cho Tý cảm động và hài lòng. Hơn nữa, họ có thể thấu hiểu được những suy nghĩ tình cảm của đối phương, dù chỉ qua ánh mắt, cử chỉ. Chính vì vậy, tuổi canh tuất và tuổi Tý luôn biết cách để làm mới tình cảm, duy trì ngọn lửa tình yêu nồng nàn, hạnh phúc. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu Tất và Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái nhiều thành công.
tuổi Tý sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến cho sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. 2. Tuổi Canh Tuất với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, Tuất và Sửu dễ dàng cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần đầu gặp đầu tiên, họ đồng điệu thấu hiểu lẫn nhau. Cùng trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, dường như mối quan hệ này được lấp đầy bởi tình yêu say đắm và chân thành, hoàn thành không có chỗ trống cho sự chia ly. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, nó sẽ giúp đỡ tuổi Sửu trong phần tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc, còn Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tuất tiến hành những kế hoạch dự định đó. Họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy, mối quan hệ này ngày càng lâu dài, gắn bó. 3. Tuổi Canh Tuất với tuổi Dần. Sự tương đồng về tính cách và sở thích đã giúp cho Tuất và Dần lại gần với nhau hơn. Trong tình yêu, hai tuổi này khá hòa hợp và hạnh phúc. Họ dành nhiều thời gian để cùng nhau đi du lịch, thư giãn, trải nghiệm những điều mới mẻ xung quanh, mặc dù hai bên đều cần những khoảng thời gian riêng biệt để hoàn thành bản thân. Những lúc khó khăn, Tất đều cần đến sự giúp đỡ, động viên và ủng hộ của Dần. Họ trở nên gắn bó và không thể thiếu nhau trong cuộc sống. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Tuổi Dần sáng tạo và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ nản chí, và tuổi Canh Tuất sẽ giúp họ khắc phục những nhược điểm đó. 4. Tuổi Canh Tuất với tuổi Mão. Trong tình yêu, Tuất và Mão sẽ là một cặp đôi lý tưởng, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Mão yếu đuối và nhạy cảm, rất cần đến sự che chở, quan tâm, chăm sóc của đối phương, và không ai làm điều đó tốt bằng Tuất. Họ sẽ nhanh chóng xây dựng cuộc sống gia đình, cùng nhau trải qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Với sự thông minh, sáng suốt và tài năng của mình, tuổi Canh Tuất sẽ sớm hoàn thành dự định của mình. Những kế hoạch trong cuộc đời, mọi thứ sẽ suôn sẻ, tốt đẹp hơn nếu có bàn tay trợ giúp của tuổi Mão. Nếu kết hợp với nhau, cặp đôi này có thể thành lập một công ty vững mạnh cho riêng mình. 5. Tuổi Tuất với tuổi Thìn. Thìn và Tuất có thể trở thành một cặp đôi trong tình yêu, nhưng mối tình của họ có lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu, đồng cảm ở hai bên. Thìn luôn có những ý kiến, quan điểm trái ngược lại với Tuất, điều đó khiến họ trở nên khó khăn. Mỗi khi trò chuyện, những mâu thuẫn, cãi vã bắt đầu xảy ra, chẳng ai chịu nhường nhịn vì Thìn và Tuất đều có cái tôi rất cao. Nếu thực sự nghiêm túc và muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, hai tuổi này cần phải lắng nghe, chia sẻ và tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Tuất và Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ cùng có mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Canh Tuất cần có cần cù làm việc, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Nhưng đôi lúc họ thiếu đi sự may mắn. Lúc này, sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, suôn sẻ hơn. 6. Tuổi Canh Tuất với tuổi Tỵ. Tuất và Tỵ dù có nhiều điểm khác biệt nhau về sở thích, tính cách, nhưng họ lại dễ dàng hòa hợp trong tình yêu. Hai con giáp này sẽ dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm bằng cách đi du lịch xa, cùng nhau ăn tối, mua sắm. Họ thậm chí còn có thể quấn quýt lấy nhau cả ngày không rời. Tuổi Tỵ nổi tiếng là hay ghen, nhưng sự chung thủy của tuổi Canh Tuất luôn khiến cho Tỵ cảm động, hài lòng. Có một điểm chung giữa hai tuổi này, đó là Tuất và Tỵ đều khéo giao tiếp, ứng xử. Bởi vậy họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn, tuổi Canh Tuất thông minh, chăm chỉ, sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo, độc đáo của tuổi Tỵ. 7. Tuổi Canh Tuất với tuổi Ngọ. Tuất và Ngọ đều là những con người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp và kết bạn. Nếu kết duyên với nhau, cặp đôi này sẽ dành nhiều thời gian để hẹn hò bên ngoài hơn là thư giãn ở nhà. Những người tuổi Ngọ dù với bản chất dễ thay đổi, rung động trước những điều mới lạ, nhưng họ lại không bao giờ nhàm chán với tuổi Canh Tuất. Có nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích chính là cơ sở, nền tảng vững chắc giúp họ duy trì mối quan hệ này. Sự hợp tác làm ăn giữa Tuất và Ngọ sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi cả hai tuổi này đều rất năng động, sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa, họ rất dũng cảm, kiên trì trong công việc. Ngoài ra, họ rất dũng cảm, gan dạ khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Không có bất kỳ thử thách nào khiến cho Ngọ và Tuất sợ hãi bỏ cuộc. 8. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi. Mùi và Tuất có nhiều điểm trái ngược, khác biệt nhau. Vì vậy họ cần có nhiều thời gian để tìm hiểu, đồng cảm với đối phương. Nếu nghiêm túc trong tình yêu, hai con giáp này có thể trở thành một cặp đôi hòa hợp. Thế nhưng sự đổ vỡ cũng có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự nhạy cảm, dễ tổn thương của tuổi Mùi và sự thẳng thắn của tuổi Canh Tuất. Người tuổi Canh Tuất chân thành nhưng luôn vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của mình. Bởi vậy, đôi khi tuổi Mùi hiểu lầm rằng Tuất lạnh lùng, khô khan, không có tình cảm với mình. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Tuất và Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau,
họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Mùi hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực, tài năng, cũng như là những kế hoạch dự định của tuổi Canh Tuất. 9. Tuổi Canh Tuất với tuổi Thân. Tuổi Canh Tuất và Thân có nhiều sự khác biệt, cả về tính cách, quan niệm và sở thích, nhưng may mắn, sự khác biệt ấy lại giúp họ bổ sung, hỗ trợ nhau. Thân và Tuất sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu, thám hiểm, những điều mới mẻ, độc đáo xung quanh. Tình cảm hai người khác giới giữa họ cũng sẽ nhanh chóng gắn kết và phát triển thành một tình yêu đích thực. Chỉ cần họ tin tưởng, nhường nhịn và sẻ chia với nhau nhiều hơn thì không còn gì có thể chia cắt với mối tình vĩnh cửu này. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời với Tuất nếu như Tuất và Thân bắt tay trở thành đối tác của nhau. Nếu như tuổi Canh Tuất thông minh, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình thì Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. 10. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu. Tuất có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống của mình và Dậu dường như không thể thích nghi với điều đó. Ban đầu, mối tình của Tuất và Dậu sẽ gặp khá nhiều khó khăn, mâu thuẫn. Nếu thực sự yêu và nghiêm túc, cặp đôi này có thể cải thiện mối quan hệ bằng cách nhường nhịn, lắng nghe và dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Điều tuyệt vời nhất của Tuất và Dậu khi chung sống một nhà, đó là họ luôn giữ căn nhà của mình thật sạch sẽ, gọn gàng. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu thị trường, còn Dậu sẽ là người thực hiện những kế hoạch, mục tiêu của hai bên. 11. Tuổi Canh Tuất với tuổi Canh Tuất. Tình yêu bằng tuổi của con giáp này khá lý tưởng và thú vị. Họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và những thăng trầm vui buồn khi yêu. Dường như cặp đôi này quấn quýt với nhau cả ngày mà cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Họ thoải mái với những câu chuyện hài hước, cùng nhau ăn uống, vui chơi và làm việc. Mối quan hệ của hai người tuổi Canh Tuất tồn tại ở hai trạng thái. Họ vừa là người yêu lý tưởng, vừa là những người bạn tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu hai người tuổi Canh Tuất cùng nhau bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Canh Tuất sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng, khiến mọi người kinh ngạc. 12. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi. Người tuổi Canh Tuất khá nghiêm khắc và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của tuổi Hợi khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, bởi những nguyên tắc ấy dần dần bị tan biến đi, thay vào đó là sự thoải mái, phá cách. Tuổi Hợi như một luồng gió mới, đem đến tình yêu ngọt ngào trong cuộc đời tuổi Canh Tuất. Họ thư giãn, hưởng thụ bằng cách cùng nhau nếm những món ăn ngon, cùng xem phim, nghe nhạc hay chơi thể thao cuối tuần. Những người tuổi Canh Tuất sẽ luôn làm cho mọi thứ để quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tuổi Hợi. Mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó hòa hợp. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Canh Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức, sắp xếp công việc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến thế nào, thì vẫn có một số người và việc khiến ta buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc người kia đáng ghét ra sao, đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hạ dạ. Hãy tự hỏi tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến vậy về họ. Bạn có biết rằng trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích, không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét, hay nói cách khác, ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chúng ta, chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần mang tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này. Đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay, điều chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận, sống chung, yên lặng và nỗ lực tối đa làm tốt mọi việc của mình. Sống với thái độ tích cực, cảm hóa cuộc đời, chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt nhìn về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng, tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đạp mạc luận nhân phi, tức là khi ngồi yên nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính ta. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.